Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường Tân Bình thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu, tổng diện tích là 88m², được chủ nhà thiết kế theo dạng góc hai mặt tiền, dạng giá biệt thự. Căn nhà này được chủ nhà vừa hoàn thiện xong. Nhà này có hướng Tây Nam và có con đường phía trước là đường nhựa rộng tầm 10m. Khu này thuộc khu an ninh yên tĩnh, được chủ nhà lựa chọn để xây lên căn nhà tâm huyết do nhu cầu không ở tới. Chủ nhà muốn nhượng lại căn nhà này cho quý vị nào có nhu cầu. Tổng diện tích căn nhà này là 88m². Công năng sử dụng gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Chiều ngang mặt tiền này rộng tầm gần 10m. Bên đây mình để xe hơi được nhé. Bây giờ mình đi cửa trước này. Cửa trước này được chủ nhà thiết kế hai lớp cửa. Ở ngoài mình có một lớp cửa cuốn đức, phía trong mình có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Mặt tiền thì được chủ nhà úp đá lên trên luôn. Quý vị mình quan sát theo dõi kỹ video nhé. Ngoài đây mình có thể trồng cây cảnh ở đây này. Sàn trong phòng khách được chủ nhà lót gạch bóng kiếng giả đá khổ 80, rất là đẹp, phòng khách rộng rãi nhé. Phía trên phòng khách là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chùm trang trí ở không gian phòng khách nhà mình. Phòng khách trang trí các đường gân, đường chỉ rất là đẹp nha. Có cửa sổ bên hông, có cửa đi một cánh này. Căn nhà này được chủ nhà thiết kế rất là thông thoáng. Vách hai bên được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m4. Ở đây chủ nhà để một bức tranh lớn hình vịnh Hạ Long. Sân xe hơi nhé. Ở đây mình có thể để xe hơi được, không thì để xe Honda đây. Sân rất là rộng. Ở bên đó mình có tiểu cảnh, có hòn Nam Bộ ở bên đây luôn. Đây chủ nhà trồng cây vối này, cây cóc này, cây dừa này. Dưới đây có chú cá này. Kế bên mình đây có phòng ngủ ở dưới này. Bây giờ mình di chuyển vào trong nhé. Kế bên hông này mình có phòng ngủ ở dưới nhé. Nhà 3 phòng ngủ, 1 phòng ở tầng trệt, 2 phòng ở trên, phòng vệ sinh này. Không gian phòng bếp này rất là rộng này. Mình có thể kê bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái đây. Không, bên đây mình có thể kê tủ lạnh 2 cánh thoải mái nhé. Ở đây có dàn tủ gỗ sồi trên và dưới được chủ nhà thiết kế trên đây. Hệ thống trần trí thạch cao rất là đẹp. Phía cuối mình có lối thoát hiểm 1m ở đây nè. Đây mình có thể kê máy giặt phơi đồ ở đây được nha. Quý vị mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa. Bây giờ mình sẽ lên lầu trên để tham quan các phòng ngủ cũng như phòng thờ. Cầu thang được chủ nhà thiết kế rất là rộng nha. Hai người đi tránh nhau thoải mái. Tay vịn gỗ gò đỏ và kính cường lực rất là chắc chắn nhé. Quý anh chị có nhu cầu đi xem căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Ở đây mình có phòng sinh hoạt chung rất là rộng ở đây này.
Phòng sinh hoạt chung rất là rộng nha, có ban công phía trước. Trên đây có cửa lên trên này. Đây có phòng vệ sinh thứ hai ở lầu trên. Đây là phòng ngủ này. Phòng ngủ rất là rộng nha. Phòng ngủ rất là rộng này. Phòng ngủ rất rộng nha. Đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Phòng ngủ thứ ba này. Ban công xung quanh luôn. Đây là phòng thờ này. Căn nhà rất là đẹp nha. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 2 tỷ 850 triệu đồng. Vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chị chủ nhà. Quý khách có nhu cầu đi xem thì alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Đây có mấy căn nhà đang gửi. Như căn nhà đối diện là quý vị đang thấy đây, đang được chủ nhà kêu với mức giá là 2 tỷ 650 triệu đồng. Em có quay video rồi, quý vị đón xem nhé. Khu này em có mấy căn, quý anh chị nào có nhu cầu đi xem em sẽ dẫn đi xem. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.